Ngoài ba vợ ra thì anh Đạt là người đàn ông thứ hai là không bao giờ từ chối những cái gì mà vợ mong muốn. Ngày nào cũng là 8 tháng 3 hết, bởi vì muốn gì là anh Đạt cũng chịu hết trơn. Không chỉ là chăm sóc cho bé bánh mì đâu, còn bé xá xị và 5 bé cuốn, 1 bé mèo ở nhà nữa. Không biết sao á, mà cái nghiệp của em là nghiệp nghệ sĩ hài, nhưng mà rất là đam mê ca hát. Chắc chắn là mỗi năm em sẽ ra nhiều điều một cái MV. Không dám đâu. Không có đâu. Tên của Dạ ở bên sân điện ảnh chắc là nhỏ xíu xíu xíu, không có. Nhiều khi sợ không có tên luôn á. Từ trước tới giờ hai vợ chồng cũng đã có những cái kế hoạch rất là hợp lý cho việc cho công việc và chăm sóc gia đình rồi, cho nên là mọi người cứ yên tâm nha. Hai vợ chồng đi đóng phim nhưng mà ở nhà hai con vẫn ăn uống rất là đầy đủ. Đi học đúng giờ đúng giấc. Với lại nó cũng lớn rồi, bởi vì hồi nhỏ còn phải chăm sóc, còn bây giờ lớn rồi thì nó biết tự chăm sóc nó. Nhiều khi nó còn phải mua đồ ăn về để mà bồi bổ ngược lại cho ba mẹ nữa. Nó đã biết lo rồi, chứ không phải là nhỏ, nên hai vợ chồng là an tâm để mà hoạt động nghệ thuật. Chị làm thế nào để cân bằng lịch trình giữa việc đóng phim và quay các dự án khác? Đương nhiên là khi mà nhận cái lịch phim với cô Thừa Kế Hai thì mình phải sắp xếp lịch quay sao cho nó phù hợp để không có bị ảnh hưởng. Và trộm vía là bên phía đoàn phim cũng như là bên phía các chương trình mà Dạ tham gia cũng hỗ trợ nhau, hỗ trợ lẫn nhau rất là nhiều. Cho nên là may mắn là mọi thứ nó đều suôn sẻ hết, không có bị vướng bận bất cứ điều gì cả. Lâm Vĩ Dạ có lượng fan đông. Chị nghĩ sao nếu nói tên tuổi của mình bảo chứng phòng vé? Không dám đâu. Tên của Dạ bên sân điện ảnh chắc là nhỏ xíu xíu xíu, không có. Nhiều khi sợ không có tên luôn á. Tại vì trước giờ Dạ chỉ mạnh về mảng game show truyền hình mà thôi. Còn với phim truyền hình hoặc là phim điện ảnh là Dạ chưa. Nghĩa là còn là một cái tên rất là mới lạ. Cho nên là mình tự nhận được, mình tự biết là mình đang ở vị trí nào. Cho nên không có dám dùng cái từ bảo chứng phòng vé, cái đó là không dám. Nói chung là Dạ thích, rất thích, không biết sao á, mà cái nghiệp của em là nghiệp nghệ sĩ hài, nhưng mà rất là đam mê ca hát. Và ca hát là một phần của trong Dạ không thể thiếu. Và đặc biệt là Dạ lại rất là mê dòng nhạc truyền thống, dòng nhạc cải lương, dân ca, rất là mê luôn. Và chắc chắn là mỗi năm em sẽ ra đều đều một cái MV dành tặng cho quý vị khán giả. Và thường thì vào những dịp kỷ niệm ngày cưới thì Lâm Vĩ Dạ cũng hay ra những MV để lưu giữ lại những khoảnh khắc của gia đình mình. Muốn gì là anh Đạt cũng chịu hết trơn. Chẳng hạn như một sự lãng mạn hôm qua là hai mình đi uống cà phê. Đúng rồi, sau cũng đó, ở đây luôn. Hai vợ chồng bắt đầu xách xe Honda đi rước con để lấy lại những cái kỷ niệm như hồi xưa. Hồi xưa là không có được để mà ngồi cái xe mà được 4 chỗ để mà rước che mưa, che nắng. Nhưng hôm qua thì tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi hai vợ chồng thì uống cà phê xong bắt đầu là hứng lên. Xách xe Honda đi rước hai đứa nhỏ thì thật ra là nó trào lên. Hồi đó rồi một chiếc xe Honda là thồn vô được 4 người. Còn bây giờ là một chiếc nó nhét thôi, ngồi nhí. Nhưng mà thật ra từ trường tới nhà thì rất gần, nhưng mà xa là chắc ngồi không nổi, thì ra là nó lớn quá rồi. Nhưng mà ôm lại kỷ niệm hồi đó thì cũng nhí nhố, vui. Cả gia đình nhí nhố trên đoạn đường về, mặc dù kẹt xe nhưng mà cũng là vui. Nghĩa là ngoài ba Dạ ra, ba Dạ là Dạ cảm thấy là người đàn ông thương Dạ vô điều kiện rồi, thì anh Đạt là người đàn ông thứ hai là không bao giờ từ chối những cái gì mà Dạ mong muốn, muốn gì cũng được. Nếu mà nói về hài lòng thì tính Dạ hơi gọi là hơi sao ta, không bao giờ dám tự mãn, cho nên là với ở cái độ tuổi này, độ tuổi đang còn sức lao động rất là tràn trề, cho nên mình cũng không có muốn hài lòng ngay tại vị trí hiện tại. Bây giờ mình luôn muốn cố gắng thật nhiều, bởi vì mình sợ cái sự hài lòng đó rủ như mình cứ hài lòng rồi mình sẽ sinh ra tự mãn, rồi mình sẽ lười biếng ù lì dậm chân tại chỗ thì nó không hay. Nếu như mà mọi thứ nó sẽ như mình mong đợi và như mình mong muốn và dự tính đó, thì có thể năm sau thì một trong hai vợ chồng hoặc là cả hai vợ chồng sẽ có một cái bộ phim web drama để gửi tặng quý vị khán giả. Và hai vợ chồng cũng có ấp ủ, bản thân Dạ thì Dạ rất là ấp ủ là sau này sẽ được làm phim điện ảnh thiếu nhi dành cho các bé. Bởi vì Dạ thấy là hiện tại là vào cái ngày 1 tháng 6 khá là ít những cái sản phẩm, những cái bộ phim điện ảnh dành cho các bé, bộ phim Việt Nam, điện ảnh Việt Nam dành cho các bé, thì mình cũng ấp ủ một cái ước mơ đó.